Khi nhắc đến Phong Nha Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình, vương quốc hang động của Việt Nam, thì mọi người đều nghĩ rằng đó là hang Sơn Đồng, động Phong Nha, hang Em. Nhưng rất ít người biết đến là hang Rụt Mò, một hang động mới được khám phá vài năm gần đây, nằm ở sát biên giới Việt-Lào. Nhưng để khám phá suốt con sông ngầm chảy trong hang này, bạn phải mất một ngày thì mới vào được khỏi hang. Một ngày chỉ là cưỡi ngựa xem hoa trong hang mà thôi. Chứ để khám phá hết hang động này, tôi nghĩ có lẽ là các bạn phải mất ít nhất là 2 ngày mới khám phá được hết vẻ đẹp hùng vĩ của hang động này. Thôi, không dài dòng nữa. Bây giờ các bạn cùng chúng ta tìm hiểu về hang động này nhé.